Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cụm dịch mới, rất phức tạp. Ngoài ra, bản tin dịch chiều ngày 9 tháng 2, tức 28 âm lịch, bao gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Quảng Ninh, thêm 3 ca nhiễm Covid-19. Thêm 2 nhân viên nghi nhiễm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thêm 1 người nghi nhiễm ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh từ 12 giờ trưa nay. Tất cả người dân khu Mã Lạng thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm âm tính lần 1. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách ở những nơi có ca mắc Covid-19. Hà Nội, hơn 700 người ở chung cư Garden Hill xét nghiệm âm tính lần thứ nhất. Hưng Yên có một ca nghi nhiễm là nam giáo viên giảng dạy ở Hải Dương. Sau đây là phần tin chi tiết. Bộ Y tế sáng ngày 9 tháng 2 ghi nhận 3 ca lây nhiễm cộng đồng tại Quảng Ninh, đều cư ngụ ở thị xã Đông Triều, bao gồm bệnh nhân 2051, nữ, 34 tuổi, là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Boyun, được cách ly từ ngày 29 tháng 1. Bệnh nhân 2052, nam, 61 tuổi, và vợ là bệnh nhân 2053, 60 tuổi. Thông tin dịch tễ của họ đang được điều tra bổ sung. Cả 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển, Uông Bí. Như vậy, 24 giờ qua có thêm 52 ca nhiễm cộng đồng, Tổng 13 ngày từ 28 tháng 1 đến 9 tháng 2, Bộ Y tế ghi nhận 470 ca nhiễm cộng đồng ở 12 tỉnh thành gồm Hải Dương 321 ca, Quảng Ninh 53 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 31 ca, Hà Nội 26 ca, Gia Lai 21 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 4 ca, Điện Biên 3 ca, Hòa Bình 2 ca, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Giang mỗi nơi 1 ca. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cụm dịch mới với 29 ca nhiễm ghi nhận trong ngày 8 tháng 2 liên quan nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện chưa rõ nguồn lây tại cụm dịch này, thậm chí các F rất khó xác định do thời gian lây nhiễm có thể đã rất lâu. Có trường hợp F1 âm tính nhưng F2 xét nghiệm dương tính. Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 9 tháng 2 ghi nhận 2 ca nghi nhiễm sau khi xét nghiệm giám sát 830 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Một người nghi nhiễm là nhân viên của công ty VIAGS nơi đã ghi nhận 5 trường hợp lây nhiễm trước đây. Một người là nhân viên của Vietnam Airlines, cùng thực hiện giám sát hàng hóa chung với bệnh nhân 1979. Ngày 30 đến 31 tháng 1, VIAGS là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam. Tính đến ngày 9 tháng 2, tại sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19 cùng chung nhóm làm việc bốc dở, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đổ máy bay. Ngoài 7 trường hợp này, Ghi nhận 25 trường hợp nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay Chì qua được Bộ Y tế công bố với mã số bệnh nhân từ 2014 đến 2038. CDC Thành phố Hồ Chí Minh nhận định dù chưa phát hiện lây nhiễm ở các nhân viên trong sân bay phục vụ có tiếp xúc với hành khách nhưng đây được xem là diễn biến ổ dịch khá phức tạp vì chưa xác định được nguồn lây nhiễm cũng như thời điểm khởi đầu. Do đó, có thể còn lây nhiễm ra cộng đồng trong thời gian tới. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng tại Thành phố Hồ Chí Minh có những trường hợp có thể đã nhiễm nhưng không phát hiện được. Điều lo lắng nhất là dịch đã trải qua các chu kỳ lây nhiễm nhưng chúng ta chưa bắt được điểm đầu của chuỗi lây, nguy cơ lây nhiễm quá phức tạp, ông Long nhận định. Bộ Y tế nhận định các ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh là ổ dịch mới không liên quan vùng dịch từ Hải Dương và Quảng Ninh. Trường hợp vừa có kết quả nghi nhiễm COVID-19 ở quận Thủ Đức là người làm việc tại 146 đường Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm ngày 8 tháng 2, ngành y tế thành phố Thu đức tức quận chính cũ đã khoanh vùng phối hợp với các ngành chức năng ủy ban nhân dân phường phước long a triển khai các hoạt động khẩn cấp để điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 80 người liên quan trường hợp này trước đó trưa cùng ngày cơ quan chức năng thành phố thủ đức cũng phong tỏa tạm thời con hẻm 441 đường lê văn việt phường tăng nhân phú a do có bệnh nhân mắc covid 19 đó là người tiếp xúc gần bệnh nhân 2004 người này được bộ y tế công bố là bệnh nhân 2038 con hẻm đường Lê Văn Việt đang bị phong tỏa, 270 người dân tại 65 hộ gia đình được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Như vậy, 13 ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 31 ca nhiễm và 3 ca nghi nhiễm, chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân. Trước tình hình và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, búp, beer club, massage sông hơi các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, dừng trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh về thể thao, yoga, phòng tập gym, pizza, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo thờ tự. Các cửa hàng xăng dầu, nhu yếu phẩm thiết yếu, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế. Thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2021, tức 28 Tết, cho tới khi có thông báo mới. Đối với các hoạt động đường hoa, đường sách Tết trên đường Nguyễn Huệ, không tổ chức lễ khai mạc, chỉ mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các địa phương xử phạt nghiêm hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Thành phố Hồ Chí Minh trưa ngày 9 tháng 2 thông báo, tất cả hơn 1.600 mẫu lấy từ người dân khu Mã Lạng, quận Nhất đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Khu vực tiến hành xét nghiệm là hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, nơi sinh sống của bệnh nhân 2005, nam 32 tuổi, nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 2005 được xác định không tiếp xúc nhiều người, nhưng do khu vực có lối đi nhỏ hẹp nên cơ quan y tế nhận định nguy cơ lây nhiễm khá cao. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thực hiện lấy mẫu gộp với hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sáng nay, hẻm 139, đường số 28, phường 6, quận Gò Vấp cũng được gỡ phong tỏa. Do tất cả kết quả xét nghiệm người dân đã âm tính. Trong khi đó, chiều tối ngày 8 tháng 2, Ủy ban nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm thời cách ly 219 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại trụ sở vì liên quan đến một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên làm việc tại đây. Theo đó, đại diện Ủy ban nhân dân quận 10 xác nhận có một nhân viên làm việc tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận 10 có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với virus. Hiện Ủy ban nhân dân quận 10 đã có văn bản tạm ngưng nhận hồ sơ giao dịch Thủ tục hành chính và tiếp nhận công dân tại Trung tâm hành chính quận 10, các nhân viên đang chờ kết quả xét nghiệm. Cũng trong tối qua, thành phố Hồ Chí Minh đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm 41 trên 44 trẻ trường mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường 6, quận Gò Vấp sau khi có một bé cùng lớp và mẹ nhiễm Covid-19. Ngoài ra, còn ba bé khác đã về các địa phương. Trước đó, theo CDC thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ nhiễm Covid-19 của 6 trường hợp tại quận Gò Vấp, ngành y tế địa phương đã phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng khoanh vùng phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nghi nhiễm, đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc và khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tất cả người liên quan. Theo đó, quận Gò Vấp đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 dân tại chung cư Felix Homes, 41 trẻ dưới 5 tuổi tại trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ và 108 mẫu xét nghiệm tại hẻm 251, phường 10, quận Gò Vấp. Ủy ban nhân dân thành phố Chí Minh yêu cầu các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 tại khu vực có ca bệnh, đồng thời áp dụng chỉ thị 15 tại khu vực lân cận. Chỉ thị 16 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, gồm những yêu cầu chính sau. Thực hiện cách ly toàn xã hội, người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và không tụ tập quá hai người ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Người dân cần giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm đình chỉ, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa. Các phương tiện vận tải dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Tính đến sáng ngày 9 tháng 2, toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 13 địa điểm là nơi cư trú của các bệnh nhân COVID-19 đã được phong tỏa. Quận 12 có 4 điểm, quận Bình Tân phong tỏa khu phố 5 và đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Thạnh phong tỏa 2 hẻm trên đường Bình Quới và đường Soviet Nghệ Tĩnh, quận Gò Vấp phong tỏa chung cư Felix và trường mầm non Hoa Phượng Đỏ, quận Tân Bình phong tỏa khu vực nhà trọ đường Nguyễn Phúc Chu, quận Nhất phong tỏa khu Mã Lạng, thành phố Thủ Đức phong tỏa hẻm thuộc đường Lê Văn Việt. Ngoài ra, có 5 địa điểm được phong tỏa tạm thời ở quận Tân Bình và Gò Vấp. Sáng ngày 9 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo 723 mẫu xét nghiệm lấy tại chung cư Garden Hill liên quan đến bệnh nhân 2009 đã có kết quả âm tính lần 1. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp đã rời khỏi tòa nhà Garden Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca nhiễm mới để thực hiện các biện pháp cách ly cần thiết. Trước đó, trong 2 ngày 7 và 8 tháng 2, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc mới gồm bệnh nhân 2009, 28 tuổi, tiếp xúc với ca 722, bệnh nhân 2010, 50 tuổi, tiếp xúc gần với ca 2009 và bệnh nhân 2011, 10 tháng tuổi, con của bệnh nhân 2009. Thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cấp độ cảnh báo về công tác phòng chống dịch, thực hiện bệnh viện an toàn, dừng các hoạt động sự kiện có tập trung đông người chưa cần thiết. Chiều ngày 8 tháng 2, tỉnh Hưng Yên có thêm một ca nghi nhiễm COVID-19. Đó là một thầy giáo sinh năm 1983, giảng dạy ở trường cao đẳng công thương thuộc huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Trong khi đó, địa chỉ thường trú của anh là tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hiện anh đang được cách ly và làm xét nghiệm xác nhận tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Trước đó, anh có kết quả xét nghiệm dương tính yếu với virus nên phải xét nghiệm lần hai. Nam giáo viên cũng được chuẩn đoán viêm phổi. Thông qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng địa phương đã cách ly 11 F1 và 19 F2, gần 105 hộ với hơn 400 nhân khẩu ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã được phong tỏa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong bản tin dịch sáng mai. Mời quý vị chú ý theo dõi.